Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui hôm nay lại được gặp lại các bạn trong video. Hôm nay mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn cách đắp mặt nạ vào mùa đông và mùa hanh khô này nhé. Cái mùa hanh khô này thì nó khiến cho làn da của chúng ta bị khô, cho nên là chúng ta nên cấp ẩm này, cung cấp collagen, cấp ẩm cho làn da của chúng ta. Chúng ta lên đắp mặt nạ 3 lần một tuần. Chúng ta nên đắp mặt nạ 3 lần một tuần bởi vì là cái không khí và cái khí hậu ấy nó khiến cho làn da của chúng ta nó bị mất nước. Làn da của chúng ta bị mất nước, nó bị hanh khô, lứt lẻ, rất khó chịu. Cho nên là chúng ta nên tăng cường cung cấp độ ẩm và cung cấp collagen cho da. Thì mình sẽ hướng dẫn các chị em cách đắp mặt nạ vào mùa đông. Cái mùa đông hanh khô này thì thường cái không khí nó lạnh, nó giá lạnh. Cho nên là chúng ta nên đắp mặt nạ đúng cách để cho các dưỡng chất được hấp thụ vào làn da của chúng ta một cách nhanh nhất và hiệu quả, nó không khiến cho da của chúng ta bị sốc nhiệt nhé. Trước khi chúng ta đắp mặt nạ, chúng ta vẫn làm đủ 3 bước để cho lỗ chân lông của chúng ta được giãn nở. 3 bước làm sạch mặt đó là tẩy trang, dùng sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết. Chúng ta sẽ làm đủ 3 bước đó để da mặt của chúng ta được sạch này, lỗ chân lông của chúng ta được thông thoáng. Để khi chúng ta đắp mặt nạ thì các dưỡng chất nó sẽ hấp thụ một cách tốt nhất nhé. Và tiếp theo nữa là trước khi đắp mặt nạ, chúng ta sẽ ngâm miếng mặt nạ, cái túi mặt nạ này. Chúng ta sẽ ngâm vào một bát nước vừa với miếng túi mặt nạ này. Ngâm vào một bát nước khoảng 40 độ trong vòng 2 đến 3 phút thôi. Bát nước khoảng 40 độ trong vòng 2 đến 3 phút. Khi chúng ta sờ được miếng mặt nạ mà cảm thấy đủ ấm thì chúng ta sẽ bỏ ra để chúng ta đắp. Bởi vì sao mà chúng ta phải ngâm miếng mặt nạ này vào trong bát nước ấm? Bởi vì là khi chúng ta ngâm miếng mặt nạ vào trong bát nước ấm, cái không khí mùa đông buổi tối nó thường hay giá lạnh, thì chúng ta đắp thẳng miếng mặt nạ lạnh vào trên da mặt của chúng ta. Nếu là da bình thường thì không sao, thế nhưng những cái làn da nhạy cảm hay là những cái làn da nó đã bị bào mòn, bị mỏng da rồi ấy, chúng ta đắp như vậy nó sẽ khiến cho da của chúng ta nó bị sốc nhiệt, nó gọi là bị sốc nhiệt ạ. Bị sốc nhiệt thì khi làn da chúng ta bị sốc nhiệt thì nó sẽ bị mẩn đỏ này, nó sẽ gây như là cước da đó, cước da nó sẽ hơi ngứa đó. Mặc dù nó cũng không gây tác hại gì cho làn da của chúng ta đấy, nó không gây tác hại gì cho làn da của chúng ta, thế nhưng chúng ta nên làm đúng cách và đúng các bước để cho làn da của chúng ta không bị sốc nhiệt và làn da của chúng ta sẽ được hấp thụ dưỡng chất một cách tốt nhất nhé. Và đây là miếng mặt nạ mà mình đã ngâm nước và đủ ấm đấy, mình sờ tay mình thấy đủ ấm và da mặt của mình đã được làm sạch da trong vòng 3 bước. Và bây giờ mình sẽ đắp mặt nạ nhé, chúng ta sẽ cùng đắp mặt nạ và thư giãn để cho làn da của chúng ta được hấp thụ dưỡng chất một cách tốt nhất nhé. Chúng ta lên đắp mặt nạ một tuần đến 3 lần. Một tuần 3 lần bởi vì sao? Bởi vì cái thời tiết hanh khô này nó khiến cho làn da của chúng ta bị mất nước một cách trầm trọng. Đấy, mất nước một cách trầm trọng. Nếu mà chúng ta không cung cấp da, cung cấp nước cho làn da của chúng ta thì da của chúng ta nó sẽ dễ bị cái tác động của không khí như là những cái hắc tố melamin này. Rồi thì những cái hắc tố melamin nó sẽ khiến cho làn da của chúng ta nó bị như là lám, sạm nám và tàn nhang nhé. Đó, sạm nám và tàn nhang. Đó, da của chúng ta khi chúng ta đắp mặt nạ thì chúng ta sẽ dán từ trên xuống. Cái thời tiết càng mùa đông hanh khô thì chúng ta càng lên cung cấp làn da, cung cấp ẩm, cấp nước cho da một cách hiệu quả nhất để cho làn da của chúng ta được đủ các dưỡng chất này, được đủ độ ẩm để cho da của chúng ta nó sẽ kháng thể, chúng ta sẽ có một làn da khỏe mạnh nhất, không bị nám, sạm da và tàn nhang, và nó cũng sẽ không bị tác động của môi trường khiến da của chúng ta bị mụn hay là bị có vấn đề như là da nó không được khỏe mạnh. Chính vì chúng ta không cấp nước cấp ẩm cho làn da của chúng ta một cách hiệu quả thì làn da của chúng ta nó sẽ bị tác động do môi trường, nó khiến cho da của chúng ta nó sẽ bị lám, sạm da và tàn nhang. Đó, đây là miếng mặt nạ và bây giờ chúng ta cùng thư giãn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, rất vui.